Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Huy Vlog, Lượng Mang Cuộc Sống và Lượng Mang. Ngày hôm nay vợ mình làm ngon lắm các bạn. Thịt ram với canh rau dền các bạn. Đây, rau dền này mình chấm với nước mắm ớt các bạn, ngon lắm các bạn. Rồi mời các bạn ăn cơm cùng mẹ chồng nhé các bạn. Rồi ăn thôi. Ra mình ngồi kiểu gì ngon hết vậy, có ra có canh gì đơn giản thôi, nó ăn cái nước mắm với bột ngọt thôi, rồi có thêm muối vô em cái nha. Nước mắm. Xíu muối thôi nha. Nước mắm. Xíu muối thôi. Nước mắm muối, không bỏ ngọt, bỏ đường. Đấy, bỏ muỗng đường đó. Xíu muối thôi, nước mắm nhiều. Ừ. Nước muối. Thì không? Trời ơi, một tư muối, muối cà phê. Một muỗng hả? Một phần tư. Từ không? Không muốn á. Ăn mà cho ăn thiệt nhưng mà ăn một phần nhỏ đó thôi. Có vị hơi hơi thôi. Nước mắm thì như cũng được. Mình thấy mặn quá được rồi, thấy vừa ăn với mình được rồi. Để cái gì mặn với được cái vừa ăn mà. Nó làm gì anh? Có bị hỏi đi vậy? Có một chút rồi. Ai có nói chút chút cho mình biết. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chưa chưa mới sắp rồi. Được rồi, bạn nít mà, đâu có nhất thiết chuyện ai đâu. Đôi khi nhiều người ta chụp cái kiểu người ta là quay ra quay ngó hướng gì đến đâu đâu á, nó xéo xéo hoài đó, chụp cái kiểu vậy đó, đúng không? Chịu thôi chứ nói gì không có tiếc gì á. Ừ, nó không có ngồi đó được mà. Ngồi nó có mấy đứa nít á, đứa cả cỡ nó, nhỏ nhỏ chưa. Tiếp thôi.
biết ăn hết luôn.